Kính thưa cô bác anh chị em, bữa nay là ngày 19 tháng 10 năm 2022. Thì hiện giờ mình đang có mặt tại xã Phú Hiệp của quý vị, tại ban trị sự. Lúc này có khoảng 6 giờ rưỡi quý vị ơi. Bữa nay tại cái ban trị sự này cũng có thuyết giảng, cho nên mình cũng có lên đây tham dự rồi quay hết toàn cảnh về cho cô bác anh em cùng xem nha. Đây là cái cổng của ban trị sự luôn. Cái đường đầu trên này thì chạy lên Châu Đốc nè quý vị. Còn đầu dưới này thì chạy về Hòa Lạc nè quý vị. Rồi bây giờ mình đi tiến vô trong nha. Đây là cái bình bông mà ta cắm bằng quệ nè quý vị, hết sức là đẹp nha. Đây là chân dung của Đức Thầy, hết sức là đẹp nha quý vị. Giáo lý Trung ương đề nghị quan nghênh. Đại diện ban chi sự các xã bạn đến tham dự đề nghị quan nghênh chung. Chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đại diện ban chi sự xã Phú Hiệp, ông Nguyễn Văn Lên là trưởng ban chi sự đề nghị quan nghênh, và ông Nguyễn Chí Dũng là phó ban chi sự cùng 7 thành viên đề nghị quan nghênh. Đến tham dự còn có các vị nhân sĩ, trí thức, các nhà mạnh, thường quân, chư quý, đồng đạo đến tham dự đề nghị quan nghênh chung. Đến phần nghi thức tôn giáo, trân trọng kính mời quý vị đứng lên hướng về lễ đài. Kính lễ Đức Phật. Kính lễ Đức Huỳnh Giáo Chủ. Kính xong. Và kính mời chư quý vị an tọa. Tiếp theo chương trình đến phần nội dung. Mở đầu chương trình là diễn văn khai mạc. Chúng tôi xin kính mời ông Nguyễn Văn Lên, chức vụ trưởng ban chi sự xã Phú Hiệp, đến phát biểu khai mạc buổi thuyết giảng hôm nay. Và xin kính mời ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Lễ phép cung kính Đức Thầy. Kính thưa quý vị, chư quý đồng đạo kính mến,
để đi vào cái phần nội dung trong cái diễn văn khai mạc hôm nay, thì cũng tôi cũng thay mặt cho ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hảo xã Phù Hiệp cũng có vài lời sự thật bà con. Hôm nay quý vị đồng đạo đến đông đảo như thế này, phải nói ban tổ chức chúng tôi không biết nói một cái lời nói nào cảm ơn cái tấm chân tình quý báu của quý vị. Vì vừa qua thì theo là tình hình địa phương thì không được ổn định, vì chính quyền cũng cho phép có mức độ. Thành ra ban trị sự chúng tôi cũng tổ chức hôm nay là 4 lần. Nhưng mà bà con rất ít thì chúng tôi cũng hết sức đau lòng, vì thấy cái sự là bà con mến mộ ban trị sự xã Phù Hiệp mời chúng tôi đến dự, mà tới chúng tôi thì không được, tôi không biết nói gì nữa. Thật sự hôm nay chắc cái chánh quyền cũng vui vẻ. Thành ra được mời quý vị đồng đạo đến đông đảo như thế này, đây là một điều hết sức là vô cùng quý báu, mà ban trị sự chúng tôi không thể nào nói lên hết tấm chân tình ấy. Chúng tôi thay mặt cho ban trị sự xin kính chào tất cả quý vị, đề nghị cho đoàn phát tay trong buổi lễ hôm nay. Và để đi vào phần đọc cái diễn văn khai mạc: Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Diễn văn khai mạc buộc thí giảng hôm nay. Kính thưa quý vị đại diện các cấp chính quyền địa phương, kính thưa hai vị giáo lý viên, kính thưa quý vị đại diện cho ban trị sự các xã phường thị trấn đến tham dự hôm nay, kính thưa cô bác anh chị em và đồng đạo kính mến, được sự cho phép của các cấp chính quyền địa phương, hôm nay ban trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Phú Hiệp long trọng tổ chức buổi thuyết giảng giáo lý Phật giáo Hòa Hảo do hai giáo lý viên, một là giảng viên ông Nguyễn Văn Lượng, hai là giáo lý viên Trần Thị Phương Kiều, nhắc nhở lời già ngọc của thầy: chúng ta làm căn bản tu hành trong không khí thiêng liêng tràn đầy hạnh lạc và niềm tin tưởng vào tiền đồ của đạo pháp, của đất nước và dân tộc. Chúng tôi thay mặt cho ban trị sự và ban tổ chức trân trọng kính chào quý vị có mặt hôm nay, đề nghị tất cả quý vị hoan nghênh chung. Kính thưa quý vị, theo chân lý của nhà Phật đã dạy, căn bản tu hành là khỏi phải phụ lòng của Đức Thầy chỉ dạy. Trước khi sự thật ra cái phần là diễn văn thì chúng tôi cũng mới soạn đây thôi, bà con đợi là một đồng đạo, cái này mãn phép đợi đồng đạo của ban sự trung ương đem lên, nhưng mà đồng đạo nó kẹt cả, thành ra đem lên được, thành ra tôi soạn. Nếu có gì cũng bà con đồng đạo chúng ta cũng nên thông cảm cho chúng tôi. Của mình để nói lên ban tổ chức để khỏi phụ lòng thầy chỉ dạy trước khi dứt. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý vị, lát nữa đây hai giáo lý viên trung ương sẽ đảm trách hết sự hiểu biết của mình để nói lên lời và ngọc của thầy, để chúng ta hiểu biết mà tu hành theo chân lý của Đức Thầy đã dạy. Chúng ta làm căn bản tu hành để khỏi phụ lòng Đức Thầy chỉ dạy. Trước khi dứt lời, không quên cầu chúc cho hai giáo lý viên và đồng đạo có mặt hôm nay được tràn đầy sức sống. Trước khi dứt lời, thay mặt cho ban trị sự có đôi lời cảm ơn và chúc tất cả quý vị được thân tâm thường an lạc, đạo quả sớm viên thành, tu hành đến ngày thành công viên mãn. Nam mô A Di Đà Phật. Quý vị cũng nên thông cảm, phần chúng tôi có gì quý vị cũng thông cảm giùm quý vị, cái này cái đồng đạo lớn chảy không biết đọc sao đó. Tiếp theo chúng tôi xin trân trọng kính mời ông Hà Văn Châu lên đọc lại bài Sứ mạng của Đức Thầy, và xin kính mời ông. Tôi đọc bài Sứ mạng của Đức Thầy do chính tay Ngài viết. Nam mô A Di Đà Phật. Ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, vì thời cơ đã đến đi thiên đình, hoạch định cuộc quy cơ tham quả khắp chàng
lai. Ta đây khi không thể đem phép huệ linh mà cũ an tai hòa chiến tranh tàn khốc do loài người tàn bạo gây nên. Nhưng mà thử nghĩ, trên trong dòng đặc Việt Nam này trải qua bao kiếp trong địa cầu lăn lộn mấy phen, tìm cơ phát triển kiếp lưng hồi ở nơi hải ngoại để thu thập những điều đào học kinh nghiệm quyền thâm. Lòng mê chi đã diệt, sự dị kỳ đã tan và cài lại nguồn gốc phát sinh. Trải bao đời giúp nước vua dân cũng đều mai chính cư nơi đất Việt. Nhân thiên kiếp, dầu sống cũng là dân quan đất Việt, dầu thác cũng quý thần đất Việt chớ bao lìa. Những kiếp gần đây may mắn gặp minh sư cơ chuyện Phật Pháp, rồi nhận ơn Đức Phật lòng đà quang đại từ bi. Hèm gì nơi canh quốc phá gia dông mái quyền cơ đã định, lòng thương trăm họ dương cảnh đồ lao, chi chiết chót thương chúng sanh gian khổ. Nghĩ lúc còn làm người trong biến tục lăn lộn chung mê đồ mà chẳng quản thân giúp thế cứu dân. Dòng thân nghe kinh ngâu du tự hài vào khắp thiên bang cảnh an nhàn của người liễu đạo. Muôn ngài vô sự long thạch phàm tâm, sao chẳng ngồi nơi ngô dị hương quả bồ đề trường thọ mà còn len loài xuống chốn hồng trần. Đang chịu cảnh chê khen vì lòng từ ai chứa trang thương bất tinh tới hồi tai hòa. Phật dương đã chỉ gõ mái diệu quyền truyền lập hội long hoa, chọn những đứng tu hành cao công hòa đi ban cho chứng vị chứng ngôi. Người đủ các thiện căn đi giao truyền đại đạo, định ngôi khoan thứ gây cuộc hòa bình cho vạn quốc chư ban. Thiên tàu đà giác đinh khắp chúng sanh trong thế giới, trong cái bùi hạ quân này say mê giặc dục chìm đắm trong biển lợi danh, gây nên nghiệp quả lực trời đà chi thôi. Xét cả thiện căn thì ít người tội quá nhiều, chứ hoặc mà nhủ lòng từ bi cùng các vị chân thiên lâm phàm độ thế. Trước cả công cụ khổ sao chỉ gõ cơ quyền, khuyên cả thế hương thiện hoài đầu cai tà quý chánh, chỉ mới mong tiên đình ăn khá bất tội căn để kiếp đến long qua chầu Phật. Trước biết cò lực trời thường phạt cùng hộ duyên nghe Phật pháp nhiệm màu, kiến diện bậc chân sư tu hành mau đắc hòa, sao làm dân Phật quát cường sự thái bình. Bởi đời này phóc môn bế mạc thanh đạo chân vô, người tâm chi tôi đen đời lắm ma dương phải gối. Ta là một trong các vị cứu đời ấy, ai liều đạo nơi quốc độ nào thì cũng trở về quốc độ ấy mà trở thế nhân dân. Thầy lòng từ bi bác ái cùng thù đập những linh hồn đã chờ duyên trong nhiều kiếp giúp ta nương cậy tu hành. Nên ngày 18 tháng 5 năm Kỷ Mão, ta quá hiện ra đời cũ độ chúng sanh. Tuy là nhân dân mà gò pháp mà tưởng rằng ta thường xác cởi đồng, chớ có già đâu chiến kiếp đã từ lâu chờ đến ngày ra chờ thế. Nên phương pháp của ta thì tình độ cơ cảm của tinh nữ thiện nam, trên thì nói Phật pháp cho kẻ có lòng vô đạo quy căn, gây học thiện duyên cùng thầy tô. Dưới dùng quyền diệu của tiên gia đồ bình, để cho kẻ căn lành nhờ được mạnh mà cam lòng từ bi của chư vị trăm quan. Thảm thiết lên dùng từng tháng tám, ta cùng đức thầy mà ta hiểu khùng điên, mượn bút mực tiết lộ lấy thiên cơ, truyền cho kẻ xa gần đều gõ biết, hầu ăn năn cải quá làm lành. Còn kẻ chẳng tỉnh tâm sao đền tội, cũng chẳng trách Phật tiên không chỉ bào. Vẫn biết đời lan xa sống chỉ phép trước nghiêm hình, dân chung yêu thương sẽ lắm điều êm khích,
Nhưng mà ta nghĩ nhiều, còn ngồi ngồi chờ che cho xác phàm bớt nôi cực hình. Bạc Liêu, ngày 18 tháng 5 năm Ngụ 1942. Nam Mô A Di Đà Phật. Hồ Văn Thống lên đọc lại lời khuyên bổn đạo, tức là 8 điều găng công, và xin kính mời ông. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Xin đọc bài lời khuyên bổn đạo và 8 điều răn cấm. Khi đã coi giảng thì phải tự xét mình và sửa sang những thói hư tật xấu. Mình làm lỗi thì rút bỏ và giữ những điều răn cấm sau đây. Điều thứ nhất, ta chẳng nên uống rượu, cờ bạc, áo phiện, chơi bời theo đàn điếm. Phải giữ cho tròn luân lý tam căn ngũ thường. Điều thứ nhì, ta chẳng nên lười biếng, phải cần kiệm sức sắn lo làm ăn và lo tu hiền chân chất. Chẳng nên gây gỗ lẫn nhau, hãy tha thứ tội lỗi cho nhau trong khi nóng giận. Điều thứ ba, ta chẳng nên ăn xài chưng dượng cho thái quá và lợi dụng tiền tài mà thành quên nhân nghĩa. Đạo lý đừng ích kỷ, xu phụng kẻ giàu sang phụ nghèo khó. Điều thứ tư, ta chẳng nên kêu trời Phật thần thánh mà sai hay hoạt quyền rủa, vì thần thánh không can phạm đến ta. Điều thứ năm, ta chẳng nên ăn thịt trâu, chó, bò và không nên sát sanh hại vật mà cúng thần thánh nào, vì thần thánh không bao giờ dùng hối lộ mà tha tội cho ta, vì nếu ta làm tội sẽ hưởng tội. Còn những hạng ăn đồ cúng kiến mà làm mệt bệnh đó là tà thần, nếu ta cúng kiến mãi thì chúng ăn quen sẽ nhịn hại ta. Điều thứ sáu, ta không nên đốt giấy tiền vàng bạc giấy quần áo mà tốn tiền vô lý, vì quả diêm vương không bao giờ ăn hối lộ của ta mà cũng không xài được nữa. Phải để tiền lãng phí ấy mà trợ cứu cho những người lỡ đường đối đất tàn tật. Điều thứ bảy, đứng trước mọi vị chi về sự đời hay đạo đức, ta phải suy xét cho minh lý rồi sẽ phán đoán vị ấy. Điều thứ tám, tóm tắt ta phải thương yêu lẫn nhau như con một cha, dìu dắt lẫn nhau vào con đường đạo đức. Nếu ai giữ đặn chọn lành chọn sáng về nơi cõi Tây Phương, an dưỡng mà học đạo cho hoàn toàn nặng trở lại cứu vớt chúng sanh. Tất cả thiện năng thường hãy dùng giới hòa xét người cho tột xét thân ta. Nếu người rõ phận vui lòng thử ta thứ được người, người thứ ta. Nam mô A Di Đà Phật. Chúng tôi xin trân trọng kính mời giáo lý viên ông Nguyễn Văn Lượng, giáo lý viên ban phổ truyền, giáo lý ban chi sự trung ương đến diễn đàn thực hiện nhiệm vụ của mình. Dạ dạ xin lỗi